Lê xin kính chào quý vị khán giả của Viettv Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin đời sống ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 4 có những tin đáng chú ý sau. Các nhà khảo cổ học Úc Châu phát hiện vết chân hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới. Ngày 28 tháng 3, các nhà khảo cổ học khoa học Úc Châu báo cáo và vừa phát hiện dấu chân khủng long hóa thạch lớn nhất thế giới được tìm thấy ở độ sâu 5,6 feet tại một khu vực thuộc bờ biển Tây Bắc Úc Châu. Theo các nhà khảo cổ học, thì dấu chân vừa được tìm thấy thuộc loài khủng long Sauropod khổng lồ nằm trên bán đảo Tempia cách Darwin chừng 1.000 km. Dấu chân này có niên đại từ 127 triệu đến 144 triệu năm, là niên đại lâu nhất trong tất cả những hóa thạch khủng long được tìm thấy từ trước tới nay ở Úc Châu. Sauropod là loài khủng long ăn thực vật có bốn chân cực lớn, cổ dài và có đuôi. Bốn chân của loài này trông như bốn cuộc trụ nâng đỡ cả thân thể khổng lồ. Tuy nhiên, loài khủng long này được cho là rất hiền lành và không làm hại các loài khủng long khác. Theo nhà cổ sinh vật học, ông Steve Salisbury, ông e sợ rằng những vết chân mới được phát hiện của loài Sauropod sẽ có thể bị phá hủy hoặc mất đi nếu không được bảo vệ bởi địa điểm nơi các nhà khảo cổ học tìm thấy vết chân hóa thạch kể trên thuộc khu vực của một dự án khí đốt lỏng tự nhiên. Các nhà khoa học nghiên cứu thành công hệ thống công nghệ giúp người liệt tứ chi phục hồi khả năng di chuyển. Theo một nghiên cứu mới đây, thì các bác sĩ có thể sớm giúp những bệnh nhân bị liệt tứ chi và bị thương tật có thể di chuyển trở lại với sự trợ giúp của hệ thống máy tính tối tân mới sử dụng công nghệ thu nhận dữ liệu não bộ con người. Nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí The Lancet hôm thứ Ba ngày 28 tháng 3 cho biết là các nhà khoa học đã thành công trong việc thu nhận các dữ liệu não bộ qua hệ thống máy tính, sau đó sử dụng một hóa chất kích thích cơ thể để giúp một người đàn ông bị liệt hai tay cử động được hai tay mình lần đầu tiên sau 8 năm. Các bác sĩ và nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Case Western Reserve thuộc Trung tâm Kích thích Chức năng Cleveland FES và Đại học Cleveland Medical Center US đã phối hợp nghiên cứu để phát triển một giao diện máy tính có thể thu nhận các dữ liệu não của bệnh nhân và kích thích cơ bằng điện FES. Trong quá trình thử nghiệm, bệnh nhân là Phil Coverture, người đã bị liệt sau một tai nạn xe đạp, đã có thể di chuyển hai cánh tay và bàn tay của mình để uống nước, cầm một bánh cookie và tự dùng muỗng ăn khoai tây nghiền. Theo các nhà nghiên cứu, thì Coverture, trường hợp đầu tiên bị liệt tứ chi có thể phục hồi cánh và bàn tay với sự trợ giúp của công nghệ này. Đơn vị sản xuất điện hạt nhân của tập đoàn Toshiba Nhật Bản đệ đơn xin phá sản. Ngày 29 tháng 3, thì đơn vị sản xuất điện hạt nhân của tập đoàn Toshiba Westinghouse đã đệ đơn xin bảo vệ theo chương 11 từ các chủ nợ vì công ty mẹ đang nỗ lực giảm bớt những tổn thất nghiêm trọng đe dọa tương lai của tập đoàn. Một hồ sơ khai phá sản cho biết sẽ chấp thuận cho Westinghouse tiếp tục sản xuất ở Pittsburgh, Hoa Kỳ. Mặc dù các dự án dang dở ở nơi đây sẽ gây thêm một số tổn thất nữa, hành động này của Toshiba có thể sẽ gây nên các cuộc đàm phán phức tạp giữa tập đoàn Nhật Bản này với phía Hoa Kỳ và các chủ nợ, thậm chí có thể lôi kéo chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản vào một cuộc chiến mới, khiến họ phải cho mượn vốn đảm bảo để duy trì các lò phản ứng đã được xây dựng từ trước. Cách đây gần một năm, Toshiba đã xác nhận thua lỗ tới 6,3 tỷ Mỹ Kim do thất bại trong lĩnh vực sản xuất điện hạt nhân. Mặc dù Toshiba đã nỗ lực bán 20% số cổ phiếu trong lĩnh vực sản xuất chip đang có thu nhập từ năm ngoái, nhưng vẫn không đủ để bù lại khoản thua lỗ khổng lồ từ việc sản xuất điện hạt nhân. Việc Toshiba có thể nộp đơn xin phá sản sẽ khiến cho ít nhất 200.000 việc làm tại Nhật Bản bị mất. Cổ phiếu của Toshiba đã sụt giảm liên tục trong phiên giao dịch vào tuần trước. Toshiba cũng cho biết thêm là tập đoàn này sẽ dừng việc mở rộng việc kinh doanh điện hạt nhân tại Hoa Kỳ cũng như các nước khác như là Anh Quốc. Một tiến sĩ ở Virginia chế tạo chân giả bằng nhựa dẻo cho ngựa tật nguyền. Angel Mary, một con ngựa bị mẹ giẫm đạp lên khi vừa chào đời khiến cho hai chân trước của Mary bị tổn thương nghiêm trọng và hoàn toàn bị tê liệt.
con ngựa bé nhỏ xinh đẹp đã không thể tự đứng lên sau khi được sinh ra như những con ngựa khác. Để trợ giúp cho Mary, nhà phẫu thuật chỉnh hình là Terry Campana, nay còn được biết với cái tên là tiến sĩ Dolittle, người được cấp giấy phép phẫu thuật chỉnh hình cho động vật bởi trung tâm Animal Arthur Care tại Sterling, Virginia, đã nghiên cứu và tạo ra hai chân trước cho ngựa Maria bằng một loại chất dẻo cao cấp sử dụng trong y học. Campana cho rằng dụng cụ chỉnh hình hai chân trước rất phù hợp với Maria, giúp con ngựa có thể tự đứng trên chân mình. Campana từng tạo 4 chân giả bằng nhựa dẻo cho một con voi ở Thái Lan bị mất cả 4 chân sau một tai nạn. Mặc dù bản thân không phải là một bác sĩ thú y, nhưng tiến sĩ Campana nói rằng ông thương yêu các con vật, đặc biệt là những con vật bị tật nguyền và luôn nỗ lực trợ giúp chúng. Theo Campana thì tương lai của ngành chỉnh hình nói chung có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật in 3D tối tân, giúp giảm bớt chi phí cho người sử dụng. Công nghệ biến rác thải thành năng lượng RDF thân thiện với môi trường tại Tel Aviv. Trong tuần qua, thì một cơ sở thu gom chất thải tại Tel Aviv đã khởi sự công việc chế biến nhiên liệu từ rác thải. Các công nhân làm việc cho cơ sở điều khiển những xe tải lớn đi thu gom rác khắp nơi trong thành phố, sau đó mang chúng về nơi đây đổ thành những dãy núi rác thải. Công việc tiếp theo của họ là đưa những núi rác này vô các bô máy nghiền, diệt khuẩn rồi xử lý công nghệ tối tân. Cho tới bước cuối cùng thì rác thải sẽ trở thành nhiên liệu có tên gọi là RDF. Được biết, cơ sở này có thể xử lý được 1.500 tấn rác thải từ thành phố mỗi ngày. Các vật liệu tái chế như là giấy và kim loại sẽ được tách rời khỏi các thùng thải chung. Số rác thải còn lại sẽ được đưa qua máy xử lý, trở thành những mảng nhiên liệu RDF khô và có năng lượng cao, sẽ được gửi tới cơ sở sản xuất xi măng của Israel, nơi những mảnh RDF này sẽ được sử dụng để đốt thay cho các nhiên liệu hóa thạch. Nguyên liệu từ rác thải RDF hiện nay được công nhận trên toàn cầu như một nguồn nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường và thường được sử dụng để cung cấp điện cho ngành sản xuất xi măng. Nhiều cá heo mắc cạn bất thường ở các bãi biển của Massachusetts. Một số lượng lớn cá heo bị mắc kẹt một cách bất thường trên các bãi biển ở Massachusetts vào ngày 26 tháng 3 đã thu hút một số lượng lớn các nhóm lính cứu nạn tới bờ biển Dudbury, Plymouth và Barnstable. Phát ngôn nhân của New England Aquarium là ông Tori Lacassi nói rằng có 10 con cá heo cỡ nhỏ đã mắc kẹt tại 4 địa điểm khác nhau dọc theo các bãi biển nói trên khi thủy triều xuống thấp. Các giới chức của tổ chức New England Aquarium đã phối hợp với Ủy ban Quốc tế và Quyền lợi Động vật IFAW để trợ giúp những con cá gặp nạn. Trong số 10 con mắc kẹt, có 2 con qua đời do nằm trên mặt cát quá lâu, dù đã được các bác sĩ thú y chăm sóc nhưng chúng không qua khỏi. 8 con còn lại đã ổn định về mặt sức khỏe và sẵn sàng trở lại mặt nước. Ngày 27 tháng 3, các giới trách đã cùng ngắm những con cá bơi lội tung tăng trong một hồ nước cạn tạm thời. Cá heo bị mắc cạn khi chúng bơi gần tới các khu vực nông ở ven biển để tìm cá. Khi trưởng thành, cá heo có thể dài tới 7 feet và nặng từ 225 đến 275 pounds. Giày thân thiện với môi trường ra đời tại Hoa Kỳ. Một công ty công nghệ vừa thành lập tại San Francisco vừa phát triển một loại giày thời trang dành cho phụ nữ từ những chai nước tái chế. Theo giới chức trách của công ty này, thì hai nhà sáng lập của công ty đã nảy ra ý tưởng sản xuất giày phụ nữ từ những chai nước bỏ đi từ cách đây 2 năm. Sau đó, họ tập hợp một nhóm những người có chung ý tưởng để cùng nhau sản xuất loại giày thân thiện với môi trường này. Với chủ đề hãy thân thiện với môi trường hơn nữa, những nhà sản xuất đã sử dụng chất liệu cao su không carbon chiết xuất từ những chai nước tái chế để thiết kế đế và khung giày. Sau đó họ gắn khung, đế và vải bọc kim vào cùng nhau để trở thành một đôi giày hoàn chỉnh. Hãng giày Roti luôn cho khách hàng của mình những lựa chọn theo sở thích
và sau khi những đôi giày đã được qua sử dụng, sẽ được gửi trở lại xưởng đóng giày của Roti để từ đây các nhà sản xuất lại tiếp tục tái chế chúng thành những đôi giày mới, tiếp tục sử dụng. Theo nhà sản xuất Roti thì những đôi giày của họ thân thiện với môi trường và giúp người tiêu dùng có ý thức hơn về sinh thái môi trường toàn cầu. Những hành khách đi tàu điện được thưởng thức nhạc sống tại thủ đô Moscow ở Nga. Hàng trăm ca nhạc sĩ người bản xứ đã được dịp phô bày tài năng của họ trước nhiều khán thính giả tại các ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow của Nga vào ngày 27 tháng 3. Đây là một phần của dự án giải trí mang tên Music in Metro nhằm mục đích mang lại cho người dân những giây phút thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng ở sở làm. Vào mỗi ngày sẽ có nhiều ca sĩ và ban nhạc tới trình diễn miễn phí tại các ga tàu điện ngầm trên toàn thành phố Moscow. Mỗi chương trình sẽ kéo dài trong khoảng 10 phút. Được biết, vào mỗi ngày có khoảng 6,5 triệu người sử dụng hệ thống điện ngầm ở thủ đô Moscow của Nga. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin đời sống ngày 2 tháng 4. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin giải trí ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình.